Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc đám mây sét này, đám mây cầu vồng và đám mây mưa nhá, để làm móc khoa nhóm cực kỳ xinh luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm luôn nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng màu trắng này để móc đám mây màu trắng nhé mọi người. Trước hết là mọi người sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Tạo một vòng tròn này. Sau khi mà mọi người đã tạo xong vòng tròn ma thuật thì tiếp theo mọi người sẽ móc vào trong vòng tròn cho mình là 6 mũi đơn. Một mũi đơn này. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. 4 mũi đơn. 5 mũi đơn này. Và mũi đơn thứ 6. Sau khi mà mọi người móc xong 6 mũi đơn vào trong vòng tròn thì mọi người sẽ cầm cái sợi dây ngắn này và rút lại thật chặt cho mình. Rút chặt lại. Và sau khi rút chặt xong thì mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên này cho mình. Chân mũi đầu tiên đây nhá. Trượt vào chân mũi đầu tiên. Lấy lên. Rồi kéo lên qua, sau đó mọi người sẽ lên cho mình thêm một bính nữa để kết hàng. Sang hàng số thứ 2 thì hàng 2 này mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi tăng. Có nghĩa là mỗi một chân mũi này thì mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi đơn trong một chân nhé. Đầu tiên mọi người sẽ móc vào mũi đầu tiên. 1 này, 1 mũi đơn này. 4 mũi đơn. Và 2 mũi đơn. Rồi mọi người sẽ móc 2 mũi đơn trong một chân như này cho mình nhé. Và mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại. Tiếp theo là sang mũi thứ hai mọi người cũng sẽ móc cho mình 2 mũi đơn vào cùng một chân. Rồi tiếp tục, các chân mũi còn lại mọi người cũng sẽ móc như vậy cho mình nhé. 2 mũi đơn. Mũi cuối cùng. Và sau khi móc xong 6 mũi tăng thì mọi người cũng sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên này cho mình để kết hàng. Kéo lên qua. Rồi lên thêm một bính nữa. Sang hàng số 3 thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là một đơn và một tăng, lặp lại 6 lần nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào cái chân mũi đầu tiên mà chúng mình vừa chuột ấy. Đó, một đơn này. Mọi người đánh dấu lại cho mình. Tiếp theo, mũi thứ hai này mọi người sẽ móc cho mình một mũi tăng. Đó, chúng mình đã xong một cụm, một đơn và một tăng rồi nhá. Thì tiếp theo mọi người sẽ lặp lại cái cụm đấy cho mình thêm 5 lần nữa. Một đơn này, một tăng, tiếp tục lặp lại một đơn, một tăng, rồi lặp lại cho mình, một đơn này, một tăng, tiếp tục lặp lại một đơn, một tăng, rồi mình còn một cụm cuối cùng này, một đơn và một tăng. Và sau khi móc xong cụm cuối cùng này rồi thì mọi người cũng sẽ kết hàng cho mình bằng mũi chuột và lên một bính nhá. Và lên một bính. Sang hàng số thứ 4 thì hàng số 4 này mọi người sẽ móc cho mình tất cả đều bằng mũi đơn nhá. Mọi người sẽ không tăng không giảm. Và hàng số 4 này chúng ta sẽ có 18 mũi đơn tất cả. Mọi người sẽ móc hàng này bằng mũi đơn bình thường cho mình. Không tăng không giảm. Móc bình thường này là được.
Rồi sau khi mà mọi người móc xong hàng số tư này, mọi người sẽ kết hàng cho mình bằng mũi chuột và lên một bính nhé. Sang hàng số thứ 5 thì hàng năm này mọi người sẽ móc y hệt như hàng số thứ tư cho mình nhá. Mọi người cũng sẽ móc tất cả để bằng mũi đơn. Và sau khi móc xong hàng số 5 thì mọi người cũng sẽ kết hàng bằng mũi chuột và lên cho mình một bính nhá. Rồi và hẹn gặp mọi người ở cuối hàng số thứ 5. Hiện tại thì mình đã móc xong hàng số thứ 5 rồi nhé mọi người. Thì tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ sang hàng số thứ 6. Thì hàng số thứ 6 này đầu tiên là mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn vào 6 chân mũi đầu tiên nhé. Rồi. Một mũi đơn này. Và mọi người sẽ đánh dấu cái chân mũi đầu tiên lại cho mình. Mũi đơn số thứ 2. Mũi đơn thứ 3 này. Mũi đơn thứ 4. Mũi đơn thứ 5 và mũi đơn thứ 6. Đó, mình đã móc xong 6 mũi đơn đầu tiên rồi nhá. Tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi tăng. 6 mũi tăng này. Rồi, 1 mũi tăng. 2 mũi tăng này. 3 mũi tăng. 4 mũi tăng. 5 mũi tăng. Cuối cùng mũi tăng thứ 6. Như vậy là mình đã móc xong 6 mũi tăng rồi nhé mọi người. Sau khi móc xong 6 mũi tăng, tiếp theo bây giờ mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn vào 6 mũi còn lại nhé. 1 này. 2 3 4 5 và 6. Rồi sau khi móc xong hàng này thì mọi người cũng sẽ chuột vào chân mũi đầu tiên cho mình và lên một bính. Kéo lên qua rồi lên một bính để kết hàng. Sang hàng số thứ 7 thì hàng số thứ 7 này là đầu tiên thì mọi người cũng sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn vào 6 chân mũi đầu tiên nhé. 1 này. Mọi người sẽ đánh dấu mũi đầu tiên lại cho mình. 2 3 này. 4 5 và 6. Rồi, mình đã móc xong 6 mũi đơn. Thì tiếp theo sau 6 mũi đơn thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là 1 đơn và 1 tăng, lặp lại 6 lần nhá. Rồi, đầu tiên là 1 đơn. 1 đơn. Tiếp theo 1 tăng. Rồi. Vậy là mình đã xong một cụm là 1 đơn và 1 tăng như này nhá. Mọi người sẽ móc cho mình cái cụm này thêm 5 lần nữa. 1 đơn này. 1 tăng. Rồi mình đã được 2 cụm này. 1 đơn. 1 tăng. Rồi mình đã được 3 cụm. Tiếp theo đây. 1 đơn. 1 tăng. Rồi mình đã được 4 cụm. Còn 2 cụm nữa. 1 đơn. 1 tăng. Rồi được 5 cụm. 1 đơn và 1 tăng. Cụm cuối cùng nhá mọi người. Rồi như vậy là mình đã móc xong 6 cụm 1 đơn và 1 tăng. Tiếp theo bây giờ là mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn vào 6 chân mũi còn lại nhá. 1 này. 2 3 4 5 và 6. Rồi sau khi móc xong 6 mũi đơn này thì mọi người sẽ chừa vào chân mũi đầu tiên cho mình. Rồi sau đó sẽ lên một bính nữa. Sang hàng số thứ 8 này thì hàng số thứ 8 mọi người sẽ móc cho mình là tất cả đều vào mũi đơn nhé. Và hàng này thì chúng ta sẽ có 30 mũi đơn tất cả. Và mọi người cũng sẽ móc mũi đơn bình thường thôi. Không tăng không giảm gì hết.
Và mọi người nhớ đánh dấu cái mũi đầu tiên lại cho mình nhé. Rồi tiếp tục móc mũi đơn mình như bình thường lại cho mình. Sau khi móc xong hàng này thì mọi người cũng sẽ chừa vào chân mũi đầu tiên cho mình. Chuột này. Và lên một bính để kết hàng. Tiếp theo thì từ hàng số 9 cho đến hàng số thứ 11 thì mọi người cũng sẽ móc 3 hàng đấy giống như hàng số thứ 8 nhé. Cũng móc đều móc tất cả đều vào mũi đơn. Và mỗi hàng thì chúng ta cũng sẽ có 30 mũi đơn tất cả. Và mọi người cũng sẽ kết hàng bằng mũi chuột và lên cho mình một bính là được. Và hẹn gặp mọi người ở cuối hàng số thứ 11, nhé. Thì mình bây giờ mình đã móc xong hàng số thứ 11 rồi nhé mọi người. Tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ sang hàng số thứ 12. Thì hàng 12 này mọi người sẽ móc cho mình đầu tiên nhé. Đầu tiên mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn và 6 chân mũi đầu tiên. Một. Mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại cho mình. Tiếp theo này, mũi đơn số thứ 2, thứ 3 này, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Sau khi mà mọi người đã móc xong 6 mũi đơn thì tiếp theo bây giờ mọi người sẽ móc cho mình cụm 1 đơn và 1 giảm lặp lại 6 lần nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình 1 mũi đơn này, 1 mũi đơn. Tiếp theo bây giờ mọi người sẽ móc cho mình 1 mũi giảm. Đó, mình đã được một cụm, một đơn và một giảm như thế này rồi nhá mọi người. Tiếp theo mọi người lặp lại cho mình thêm 5 lần nữa cái cụm như thế. Một đơn này. Một giảm. Tiếp tục này, cụm thứ 3 này, một đơn. Một giảm. Cụm thứ 4. Một đơn này. Một giảm. Cụm thứ 5 nhé mọi người. Một đơn. Một giảm. Cụm thứ 6. Một đơn. Một giảm. Rồi. Mình đã móc xong 6 cụm một đơn và một giảm rồi nhé mọi người. Cuối cùng thì mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn và 6 chân mũi còn lại. Một này. Hai. 3 4 5 và 6. Sau khi móc xong hàng này mọi người cũng sẽ kết hàng bằng mũi chuột và lên cho mình một bính. Sang hàng số thứ 13 thì hàng số thứ 13 này đầu tiên mọi người cũng sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn và 6 chân mũi đầu tiên nhé. 1 này. Mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại cho mình. Tiếp theo, mọi người sẽ móc cho mình 5 mũi nữa. Mũi thứ 2 này. Thứ 3. Thứ 4. Thứ 5. Và thứ 6. Rồi, mình đã móc xong 6 mũi đơn đầu tiên. Tiếp theo thì mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi giảm. Rồi, mũi giảm đầu tiên nhé. Một mũi giảm.
hai mũi dạn rồi này, ba mũi dạn, bốn mũi dạn, năm mũi dạn và mũi dạn số 6. Rồi sau khi móc xong 6 mũi dạn thì mọi người sẽ móc cho mình là 6 mũi đơn vào 6 chân mũi còn lại nhé. 1 này. 2. 3. 4. 5. Và 6. Và sau khi móc xong hàng này, mọi người cũng sẽ kết hàng bằng mũi chuột và lên cho mình một bính. Tiếp theo nhá, từ hàng số thứ 14 cho đến hàng số thứ 15 thì mọi người sẽ móc cho mình tất cả đều bằng mũi đơn. Và ở đây chúng ta sẽ móc hai hàng và mỗi hàng mọi người sẽ có là 18 mũi đơn tất cả. Sau khi móc xong mỗi hàng thì mọi người cũng sẽ kết hàng bằng mũi chuột và lên cho mình một bính là được. Rồi và sau khi móc xong hàng này thì mọi người cũng sẽ kết hàng bằng mũi chuột và lên cho mình một bính. Tiếp theo mọi người cũng sẽ móc hàng số thứ 15 tương tự như vậy. Sau khi mà mọi người móc xong hàng số thứ 15 thì mọi người sẽ nhồi bông vào cho mình nhé. Nhồi bông vào trong. Người hãy nhồi bông thật chặt tay một chút để cho thành phẩm của mình được đẹp hơn nhé. Sau khi nhồi bông xong thì tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ móc hàng số thứ 16. Thì hàng 16 này mọi người sẽ móc cho mình cụm là một đơn và một giảm lặp lại 6 lần nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào cái chân mũi đầu tiên nên chúng ta vừa chưa đấy. Một mũi đơn. Và mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đơn này lại cho mình. Tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ móc một mũi giảm. Đó, vậy là chúng mình đã xong một cụm, một đơn và một giảm rồi nhé mọi người. Tiếp theo bây giờ mọi người sẽ lặp lại cụm đấy cho mình thêm 6, thêm 5 lần nữa nhé. Một đơn này. Một giảm. Tiếp tục lặp lại cho mình. Một đơn. Một giảm. Tiếp tục lặp lại. Một đơn này, một giảm, một đơn, một giảm, một đơn, một giảm. Rồi mình đã móc xong cụm cuối cùng và mọi người sẽ kết hàng cho mình vào mũi chuột và lên một bính nhá. Sang hàng số thứ 17 thì hàng 17 là mọi người sẽ móc cho mình tất cả đều bằng mũi giảm hết nhé.
Ở đây mọi người sẽ móc cho mình là 60 giảm. Giảm tất cho mình. Mũi giảm cuối cùng nhé. Và sau khi mà mọi người đã móc xong hàng này, mọi người sẽ chuột vào chân mũi đầu tiên cho mình và lên một bính để kết hàng. Sau khi mà lên bính xong, mọi người sẽ kéo lên dài ra tầm khoảng gần này rồi cắt lên. Sau đó mọi người sẽ lấy cho mình một chiếc kim khâu như thế này để mà chúng ta sẽ chốt cái phần đáy này lại nhé. Mọi người sẽ làm cho mình làm theo mình in trong video để chốt cái phần đáy lại nhé mọi người. Sau đó sẽ rút lại chặt. Rồi sau đó mọi người sẽ giấu cái len này đi. Sau khi chốt xong, mọi người sẽ cắt bỏ cái phần len thừa này. Rồi. Sau khi cắt bỏ len thừa xong thì chúng mình đã móc xong cái đám mây như thế này rồi nhá. Sau đó thì mọi người sẽ móc cho mình thêm hai đám mây nữa, một đám mây màu trắng và một đám mây màu xám. Đám mây màu xám này thì bọn mình sẽ móc cái đám mây lúc chuẩn bị mưa ấy. Còn hai cái này là một đám mây đang mưa rồi và một cái đám mây mà trời tạnh rồi nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái màu xanh dương, xanh nhạt này để mà móc hạt mưa nhé mọi người. Đầu tiên thì mọi người sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật nhé. Sau khi mà mọi người tạo xong vòng tròn ma thuật thì mọi người sẽ móc vào trong vòng tròn này cho mình là 60 đơn. 1 nhé. 2, 3, 4, 5 và 6. Sau khi mà mọi người móc xong 60 đơn như này, mọi người sẽ cầm sợi dây ngắn ngắn này và rút lại thật chặt cho mình. Sau khi mà mọi người rút chặt xong thì mọi người sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên cho mình nhé. Và lên một bính. Cái hạt mưa này nó hơi nhỏ một tí nên là chúng ta sẽ hơi khó móc ấy mọi người. Tiếp theo là sang hàng số thứ hai. Thì hàng 2 này mọi người, đầu tiên mọi người sẽ móc cho mình hai mũi đơn và hai chân mũi đầu tiên nhé. 1 này. 2 mũi đơn và hai chân mũi đầu tiên. Mọi người sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên này lại cho mình. Sau khi móc xong hai mũi đơn thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình một mũi giảm. Sau khi giảm xong thì mọi người sẽ móc cho mình hai mũi đơn và hai chân mũi cuối cùng nhé. Một này. Hai. Vậy là chúng ta đã xong hàng số thứ hai rồi nhé mọi người. Và sau khi móc xong hàng số 2 là mọi người sẽ trượt vào cái chân mũi đầu tiên chúng ta đánh dấu này nhé. Sang hàng số thứ 3 thì hàng 3 này đầu tiên mọi người sẽ móc cho mình là hai mũi đơn và hai chân mũi đầu tiên. Một này. Mọi người sẽ đánh dấu mũi đầu tiên này lại cho mình. Tiếp theo là mũi số thứ 2. Sau khi mà mọi người móc xong hai mũi đơn và hai chân mũi đầu tiên rồi, tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình một mũi giảm.
Sau khi giảm xong thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào cái chân mũi cuối cùng này nhé. Rồi. Sau khi móc xong hàng này thì mọi người cũng sẽ kết hàng một mũi chuột. Và lên cho mình một bính. Sau đó mọi người sẽ kéo lên ra và cắt lên cho mình. Rồi mọi người sẽ cắt lên. Sau đó thì các bạn sẽ giấu hai cái len này vào trong cho mình nhá. Mọi người sẽ nhét thẳng vào trong luôn, đỡ phải nhồi bông. Rồi, vậy là chúng ta đã xong hạt giọt mưa rồi nhá mọi người. Sau đó thì mọi người sẽ móc cho mình thêm hai giọt, như vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 giọt mưa nhá mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu vàng này để móc cái tia sét cho mọi người. Đầu tiên thì mọi người sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau khi tạo xong một nút thắt thì mọi người sẽ lên cho mình 5 bính. 1 này, 2, 3, 4 và 5. Sau khi lên 5 bính xong, mọi người sẽ bỏ chân mũi đầu tiên và móc vào cái chân mũi số thứ 2 cho mình nhé. Đó, móc vào chân mũi số thứ 2 cho mình một mũi chuột nhé mọi người. Như thế này. Sau khi chuột xong thì tiếp theo cho mũi số thứ 3 này mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn. Sau mũi đơn thì tiếp theo mọi người sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi sau nửa kép thì mũi cuối cùng này mọi người sẽ móc cho mình một mũi kép. Rồi sau đó thì mọi người sẽ lên cho mình thêm một bính nữa. Sau khi lên bính xong thì mọi người sẽ móc vào cái lỗ này cho mình nhé. Móc vào cái lỗ này. Đây mọi người sẽ móc vào cái lỗ này. Mọi người sẽ móc vào đây cho mình thêm một mũi đơn. Sau đó thì mọi người sẽ móc sang viền bên này. Đó là cái mũi bên này này. Một mũi đơn nữa. Rồi, tiếp tục mọi người sẽ lên thêm cho mình một bính nữa. Một bính nữa là hai bính, mọi người sẽ lên thêm cho mình hai bính nữa nhá. Sau đó thì mọi người sẽ quay lại và mọi người sẽ bỏ cái mũi đầu tiên này và móc cái vào cái mũi thứ hai cho mình một đơn. Đây mọi người sẽ móc vào cái mũi số 2 này nhá. Một mũi đơn vào đây. Rồi. Sau đó thì mọi người sẽ móc vào một mũi đơn cho mình. Tiếp tục móc một mũi đơn nữa cho mình là chúng ta sẽ có hai mũi đơn. Sau khi móc xong hai mũi đơn như này, mọi người sẽ lên cho mình một bính, sau đó quay lại. Rồi móc tiếp cho mình hai mũi đơn nữa. Một này. Hai. Sau đó mọi người sẽ lên cho mình thêm một bính nữa. Rồi quay lại móc thêm cho mình hai mũi đơn nữa. Rồi sau đó thì mọi người lên cho mình một bính. Rồi kéo len ra. Mọi người sẽ để một đoạn kha khá để mà xíu nữa chúng ta khâu á. Như vậy là bọn mình đã xong cái tia sét như thế này rồi nhá mọi người. Bây giờ là mình sẽ sử dụng ba màu này để mà móc cái cầu vồng như thế này nhá mọi người. Mình sẽ sử dụng màu vàng đầu tiên. Mình sẽ sử dụng màu vàng đầu tiên nhé mọi người. Đầu tiên thì mọi người cũng sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau khi mà mọi người tạo xong vòng tròn ma thuật cho mình xong thì mọi người sẽ móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình là 5 mũi đơn nhé. 1 này, 2, 3, 4. Rồi sau khi mà được 4 mũi như thế này đúng không?
thì mũi số thứ 5. Mũi số thứ 5 thì mọi người sẽ không lấy len và kéo qua thẳng cho mình nhá. Mọi người sẽ để nguyên hai vòng trên kim này cho mình. Sau đó mọi người sẽ rút chặt cái vòng tròn lại. Sau đó mọi người sẽ lấy màu xanh xanh nhạt cho mình. Lấy màu xanh nhạt. Màu xanh nhạt. Ở màu xanh nhạt này thì mọi người sẽ tạo cho mình một nút thắt ở trên màu xanh nhạt nhé. Sau khi tạo xong nút thắt ở màu xanh nhạt thì mọi người sẽ lấy màu xanh nhạt để kéo qua hai vòng trên kim nó cho mình. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong việc đổi len rồi nhé. Sau khi đổi len xong thì mọi người sẽ lên cho mình một bính. Sau đó mọi người sẽ quay lại. Và mọi người sẽ không kết hàng nhé. Mọi người sẽ quay lại. Và đầu tiên thì mọi người sẽ móc vào cái chân mũi số thứ 2 này nhá. Mọi người sẽ bỏ qua cái bính này và bắt đầu móc vào cái mũi số thứ 2 này cho mình một đơn. Đó, sau khi móc xong một mũi đơn như này thì tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình 3 mũi tăng vào 3 chân mũi 1, 2 và 3 này nhá. Một tăng này. Hai tăng. Và mũi tăng số thứ 3. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một mũi nữa thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi đơn vào đây. Rồi, và ở mũi cuối cùng này thì mọi người lại đổi len cho mình nhé. Mọi người sẽ đổi sang len màu hồng. Mọi người sẽ lấy len màu hồng cho mình. Sau đó mọi người sẽ đổi len màu hồng. Sau khi đổi len màu hồng xong, mọi người cũng sẽ lên cho mình một bính. Sau đó quay lại. Quay lại và mọi người sẽ bỏ bính đầu tiên và móc vào chân mũi đầu tiên này, là màu xanh dương đây này. Đó. Tiếp theo thì mọi người sẽ móc cho mình cụm là một đơn và một tăng, lặp lại 3 lần nhé. Đầu tiên sẽ là một đơn này. Rồi tiếp tục là một tăng. Mình đã được một cụm rồi nhá. Bây giờ mình sẽ móc cụm thứ hai, một đơn này. Một tăng. Cụm thứ ba. Một đơn. Và một tăng. Đó. Sau khi mà móc xong 3 cụm thì chúng ta sẽ còn chân mũi cuối cùng này. Thì chân mũi cuối cùng này mọi người sẽ móc cho mình mũi đơn như bình thường nhá. Sau khi móc xong mũi đơn cuối cùng này, mọi người sẽ lên cho mình một bính nữa, rồi kéo len ra và cắt len cho mình. Mọi người sẽ cắt bỏ cái phần len mới len thừa này đi. Vậy là chúng mình đã xong cái phần đám mây rồi. Còn mấy cái len thừa nhỏ nhỏ này thì mọi người sẽ giấu đi cho mình nhé. Mọi người sẽ buộc lại cho chắc. Cái vòng tròn ma thuật thì zip lại cho chặt. Sau đó buộc lại. Rồi sau đó thì mọi người sẽ cắt bỏ cái phần len thừa này đi là chúng ta đã xong phần cầu vồng rồi nhé. Rồi là chúng ta đã xong cái phần cầu vồng như thế này. Tiếp theo bây giờ là mình sẽ gắn các bộ phận lại nhé mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ gắn giọt nước trước. Mọi người sẽ gắn vào phần đáy này nhé. Tiếp theo bây giờ mình sẽ gắn đám mây. Mọi người
mình sẽ gắn vào đằng sau của đám mây như này nhé. Sau đó mình sẽ gắn tia sét vào phần đáy của đám mây này luôn. Đó, như vậy. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng lên màu nâu để mà khâu mặt khâu mắt và khâu miệng cho cái đám mây tia sét này nhé mọi người. Hai cái mắt này thì nó sẽ cách nhau tầm khoảng 3 mũi nhé mọi người, 3 mũi, 1, 2, 3. Mọi người sẽ khâu kiểu xéo xéo như này cho mình nhé. Rồi. Sau khi khâu xong hai cái mắt thì tiếp theo bây giờ mình sẽ khâu cái miệng. Cái miệng này thì mình sẽ khâu ở giữa nhé. Nó sẽ nằm trong một cái mũi đơn thôi. Đó, như vậy. Sau đó mọi người sẽ cắt bộ phần lên thừa này đi. Giấu. Bây giờ mình sẽ khâu mắt của đám mây nhé. Đám mây cầu vồng. Thì ở đám mây cầu vồng này nhá, mọi người sẽ tách cho mình tổng khoảng 1, 2, 3, 4 4, 4 hàng. Sẽ khác với lại bên cái đám mây đánh sét kia. Rồi sau khâu xong mọi người sẽ đánh cắt bỏ cho mình. Và ở phần đám mây mưa này mọi người cũng khâu như thế cho mình nhá. Khâu như đám mây cầu vồng. Cũng cách 4 mũi đơn và 4 hàng. Cái dây này đâu ra ta? Đó, sau khi khâu xong mọi người sẽ cắt và giấu vào trong cho mình. Rồi tiếp tục bây giờ thì mọi người sẽ đổi sang lên màu đỏ. Sợi màu đỏ đâu ta? Mọi người sẽ lấy cho mình một sợi len màu đỏ như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ khâu miệng cho bé đám mây mưa trước nha mọi người. Rồi mọi người sẽ khâu miệng là hai mũi như thế này nhé. Đó. Giấu lên cho mình. Tiếp theo bây giờ mọi người sẽ khâu cho mình cái miệng của bé đám mây cầu vồng nhé. Sẽ là cái miệng cười. Miệng cười như thế này. Cắt bỏ lên đi. Rồi giấu. Rồi tiếp tục bây giờ thì mọi người sẽ khâu cái má hồng cho cái đám mây mưa. Rồi sau đó cắt lên, giấu lên cho mình. Đám mây mưa này thì mọi người cũng sẽ khâu màu hồng như vậy nhé.
sau khi khâu xong cũng cắt bỏ lên thừa cho mình rồi nhét nó vào trong. Sau khi mà theo mắt mũi miệng xong thì bọn mình sẽ được ba bé đám mây xinh như này nha mọi người. Và chúng ta đã hoàn thành xong rồi và chúc mọi người thành công nhé.